Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đã và quý đề giữ cùng các bạn. Con tên là Dương Thị Phương Lan, năm nay con 8 tuổi, con đến trường Bến Tre. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Thu Như Ý, năm nay con 10 tuổi. Con vinh dự khi được tham gia chương trình Nghệ sĩ áo dài năm 2019. Mong mọi người ủng hộ con nhé. Con xin chào mọi người, con tên là Gia An, năm nay con 9 tuổi, con đang sống và học tập tại thành phố Vũng Tàu. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Mai Thanh Trúc, năm nay con 10 tuổi, con đến từ